Đó, mọi người thấy gì không? Đó, ông nha mọi người, ông gùi nha mọi người. Oh. Hello, bà Cát Tiên chào mọi người nha. Mới vừa nhận cuộc gọi của chú Cát Tiên mọi người ơi. Nói là hôm nay có tạo sự bất ngờ cho bà Cát Tiên nha Cát Tiên. Mà không biết bất ngờ gì nha mọi người. Mà phải kêu bà Cát Tiên cầm theo một vật gì đó. Mà vật gì thì bà Cát Tiên sẽ cho người xem sao nha. Và sẽ đi thấy cái gì gọi là bất ngờ nha mọi người. Và bây giờ thì mời mọi người theo chân bà Cát Tiên đến nơi của chú Cát Tiên xem hôm nay là có gì bất ngờ dành cho hai cha con nha. Lấy điện thoại vô nè, lấy điện thoại vô nè. Hello mọi người nha, tại vì bà Cát Tiên đang đi theo chân của chú Cát Tiên đang đi đang đi bắt ong. Đây là ông gùi mọi người. Rồi cắt đi, cắt. Đây thôi à. Trong đất mới mà. Đây là thức trời. Ngàn con ong bay lên. Trong đất. Trời ơi. Ôi. Thả luôn. Đó, mọi người thấy không? Ông mật nha mọi người. Ông gùi. Ủa có mật không? Mật kìa. Hả? Thả. Em biết gì không? À, đây là bỏ dưới ngàn. Đó. Đã không? Đã không? À. Nè, thấy không? Nó bỏ kim không? Bỏ kim chứ sao? Nó ngọt dữ không ta? Nó ngọt lên. Nhanh gọn lại. Cắt đi kéo tụi bé thức cha. Không. À. Quá trình nhà ông đơn giản, tại vì nằm dưới đất chứ đơn giản chứ leo cây giờ cũng đơn giản đâu. Hẹn gặp lại vừa video sau nha.